chuẩn bị ra trường ấy. Cái sẹo này của em nó nằm ở vị trí mà vận động kéo giãn em ạ. Vâng. Đầu gối này là không thể tránh được cái đấy. Nếu mà cái sẹo này của em nằm ở dưới này một tí này thì anh nghĩ là cái sẹo nó sẽ đẹp hơn. Bên nó có mấy vấn đề, một là cái đường sẹo của em chỗ này nó hơi lồi lên này. Cái chỗ này thì nó hơi lõm vào một tí. Đấy, cái chỗ này này. Vâng, đấy, được. Và cái sẹo của em nó không được đều về cái màu sắc cũng như là cái độ bằng phẳng. Thấy chưa? Đây là một cái sẹo xấu. Đấy. Cái sẹo xấu như này thì mình chỉ có thể biến đổi nó về được cái sẹo đẹp hơn thôi em ạ. Chứ mình cũng không thể làm nó biến mất được. Đấy, vấn đề mình làm mình sẽ giải quyết được ba vấn đề. Một là phẳng hơn, chỗ này nó lồi mà đúng không? Thứ hai là màu sắc đỏ này nó sẽ giảm bớt đi, nó trắng dần ra. Thứ ba nữa là cái độ bằng phẳng ở trên cái sẹo này nó sẽ mềm mại và bằng phẳng hơn. Được chưa nào? Đấy, còn cái này? Đấy, cái này nó cũng kiểu tương tự cái này. Cái này, tương tự đấy, cái này nó là cái sẹo thâm nữa. Vâng. Cái này phần này dưới chẳng không ảnh hưởng. Cái này thì đấy. Cái này xóa xăm à? Không ạ. Cũng là bị ngã đúng không? Vâng, bị ngã. Cái này thì nó trắng rồi em ạ. Cái này thì không cần điều trị. Nhưng mà có làm cho nó ấy hơn được không? Không, cái này nó cũng đạt đến ngưỡng của nó rồi. Sau này cái này nó về được như cái này là thành công rồi em ạ. Không thể, mình không thể đòi hỏi thêm hơn cái sẹo đâu em ạ. Hiểu chưa nào? Tất nhiên em để như này em không điều trị gì, sau này cái sẹo này nó cũng trắng. Cũng nó trắng. Lâu. Nó lâu. Ừ. Có những bạn